Saffron có thật sự hiệu quả như là những gì người ta nói hay không? Tại sao mình sử dụng Saffron nhưng mà không thấy bất kỳ hiệu quả gì hết? Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cẩm Nang Saffron của mình. Thì gần đây có rất là nhiều bạn nhắn tin nhờ mình tư vấn về Saffron. Thì có nói là đã từng mua và từng sử dụng qua Saffron rồi nhưng mà không thấy hiệu quả gì hết. Thì ở trong chủ đề video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn lý do vì sao mà các bạn mua Saffron nhưng mà sử dụng Saffron không thấy hiệu quả như là mong đợi nhé. Lý do thứ nhất khiến cho các bạn sử dụng Saffron không thấy hiệu quả đó chính là do các bạn sử dụng Saffron quá ít. Khi mà mình hỏi những bạn đã sử dụng qua Saffron và nói là Saffron không có hiệu quả hay là không có tác dụng thì hầu hết các bạn đều trả lời là các bạn chỉ sử dụng Saffron với một liều lượng rất ít. Các bạn pha từ khoảng 2 đến 4 sợi Saffron nhị hoa nghệ tây nhưng mà lại pha được đến 1, 2 lít nước. Thì cái lượng sợi Saffron quá ít và cái lượng nước nhiều như vậy nó sẽ không đủ để cho Saffron tiết ra dưỡng chất. Và khi mà Saffron không tiết ra dưỡng chất thì cơ thể của chúng ta nó cũng sẽ không thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng có trong Saffron. Cho nên là các bạn có sử dụng Saffron trong một khoảng thời gian dài nhưng mà với cái lượng nước lỏng như vậy thì nó cũng sẽ không mang đến bất kỳ một cái hiệu quả hay một cái tác dụng gì cho cơ thể của chúng ta hết. Cho nên là các bạn cần phải tìm hiểu kỹ về cách sử dụng cũng như là cái liệu trình phù hợp đối với từng sức khỏe của chúng ta, đối với từng cơ thể của chúng ta thì khi đó chúng ta mới sử dụng Saffron hiệu quả được. Và theo khuyến nghị của Cục Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thì các bạn nên sử dụng từ khoảng 30 đến 50 sợi Saffron trên một ngày đối với những người trưởng thành. Lý do thứ hai đó chính là các bạn sử dụng Saffron không đều đặn. Khi mà mua về thì các bạn có thể là các bạn hào hứng sử dụng ở những ngày đầu tiên hay là những tuần đầu tiên, nhưng mà qua một thời gian sau thì các bạn lại không sử dụng đều đặn như thế nữa. Có bạn thì chúng ta đợi nhắc đến thì chúng ta mới sử dụng, hay là năm bữa nửa tháng thì chúng ta mới lấy ra và sử dụng một lần. Thì như vậy thì không thể nào mà chúng ta có thể sử dụng Saffron hiệu quả được. Các bạn có sử dụng bất kỳ cái thứ gì đi chăng nữa nhưng mà khi chúng ta không sử dụng xuyên suốt, không sử dụng đều đặn thì không thể không có bất kỳ một cái gì mà làm cho cơ thể của chúng ta phát triển và khỏe mạnh được. Ngay cả việc tập thể dục mà chúng ta chỉ tập một bữa, hai bữa sau đó chúng ta không tập nữa, hay là lâu lâu thì chúng ta nhớ là chúng ta lại uống, hay lâu lâu chúng ta mới tập thể dục một lần thì sẽ không thể nào mà làm cho Saffron nó bổ sung cho cơ thể của chúng ta một cách mà tối đa tuyệt đối để cho chúng ta thấy cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Cho nên là việc mà chúng ta sử dụng Saffron không đều đặn cũng là một cái lý do mà khiến cho các bạn sử dụng Saffron không có hiệu quả như là các bạn mong đợi. Lý do thứ ba là các bạn không kiên trì sử dụng. Có những bạn chúng ta mua Saffron về nhưng mà chỉ sử dụng từ tuần thứ nhất, tuần thứ hai thì sau đó chúng ta không thấy một cái tác dụng gì là chúng ta lại bỏ, là chúng ta không sử dụng nữa. Thì khi mà chúng ta bỏ đi thì chúng ta sẽ không cảm nhận được những cái tác dụng đến từ sau đó. Cho nên là những bạn nào mà hầu hết mình thấy là những bạn mà bỏ cảm nhận là Saffron không có tác dụng thì các bạn không sử dụng Saffron trong một khoảng thời gian dài được. Các bạn chỉ mới mua về sau đó là đòi hỏi là Saffron phải có tác dụng ngay lập tức thì các bạn mới tiếp tục sử dụng. Thì không, các bạn nên biết là Saffron là một loại thảo dược từ tự nhiên, nó không phải là thuốc, nên là không thể nào mà uống vào là chúng ta cảm nhận tác dụng của nó ngay lập tức được. Cho nên là chúng ta phải cần thời gian dài và chúng ta cảm nhận từ từ để cho Saffron nó bắt đầu thích nghi và cơ thể, sau đó nó mới giúp cho cơ thể của chúng ta đào thải những cái độc tố bên trong và nó sẽ giúp bồi bổ cơ thể cho chúng ta và chúng ta sẽ cảm nhận được từ từ và từng ngày. Thì khi mà các bạn sử dụng từ 1 đến 2 tháng thì các bạn mới cảm nhận được cái tác dụng của Saffron mang lại cho các bạn đối với cơ thể của các bạn. Còn các bạn chỉ sử dụng 1 tuần, 2 tuần đầu và các bạn bỏ thì các bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được là cái tác dụng thực sự của Saffron mang lại cho các bạn hết. Cho nên là nói tóm lại, để mà các bạn sử dụng Saffron đạt hiệu quả thì các bạn cần phải đủ 3 yếu tố. Thứ nhất, đó chính là các bạn cần phải sử dụng Saffron đúng liều lượng, liệu trình phù hợp. Cái thứ hai là các bạn phải sử dụng Saffron đều đặn mỗi ngày.
Và cái thứ ba là duy trì sử dụng saffron trong một khoảng thời gian dài, từ khoảng 2 đến 3 tháng. Thì khi đó các bạn sẽ cảm nhận được những cái tác dụng và cái hiệu quả mà thực sự của saffron mang lại cho các bạn. Hy vọng là với những chia sẻ của mình ở trong cái video này thì sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về việc mà chúng ta vì sao mà chúng ta sử dụng saffron không thấy hiệu quả, và biết cách để chúng ta có thể sử dụng saffron đạt hiệu quả như là chúng ta mong đợi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.